Cô Liên Nguyễn Hoa Kiển xin kính chào quý bà con và các bạn đang xem kênh. Thì hôm nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn Văn Giang có một số mặt hàng hoa giấy ghép thành phẩm gốc đế bonsai đẹp giao lưu cùng bà con nha. Những cái mặt hàng ghép là gồm những cái hoa siêu bông nha bà con, rất là đẹp luôn, nhiều màu. Mời bà con và các bạn mình cùng xem và giao lưu với nhà vườn luôn ạ. Chào anh nha. Rồi, chào bà con miền Tây Bắc gần xa, chào anh Liêm. Nhà vườn Văn Giang em cảm ơn cái nhà mình đã đón xem kênh của anh Liêm Nguyễn Hoa Kiển cả nhà, cũng như ủng hộ nhà vườn Văn Giang em ha. Đầu tiên em có cây số 1 cả nhà, nhiều màu siêu bông cả nhà. Nay có số 2 giấy ạ. Giờ tính màu cả nhà ha. Cây này là cây bông hồng tiết cả nhà. Trắng tiết. Đỏ vết bì da và Milo cả nhà. Bốn màu, cây này được 4 màu hoa trên cây cả nhà. Đó. Hoa này thì xum xuê hết ạ. Cao nó 80 ạ. Ngang 80 luôn cả nhà mình ơi. Mã số 1 ạ. Hoành cổ đây là vị trí em đo là 21 cả nhà này. Đó, bởi đấy dáng là lắc lượng như trên hình vậy luôn ha. Anh ảnh nó lắc cái giọng vậy nè. Mã số 1 cả nhà. Rồi. Đó, lắc đã không? Nhiều chia nhiều tầng đó. Mã số 1. Cây 4 màu siêu hoa như trên cây luôn nha cả nhà. À, cái này là hoa tự nhiên hết nha, hoàn toàn nha cả nhà. Này xin giao lưu cả nhà mình là 450k cả nhà này. Bao ship toàn quốc luôn ha. Số điện thoại của em cả nhà chốt cây là anh Liêm có ghim trên màn hình cả nhà. Rồi mã số 1 450 cây 4 màu siêu hoa. Tới một cây bự nó cũng nhiều màu nữa cả nhà mình nè. Mã số 2. Đó, hoa tự nhiên hoàn toàn nha cả nhà. Gồm có là trắng tiết, tím tiết cả nhà. Cam lửa và đỏ lửa ha. 4 màu, 2 màu lửa, 2 màu tiết ạ. Chiều cao là 83. Ngang đây là 78 ạ. Phần cổ vị trí này là 32 cả nhà. Cục đế nó như trên hình vậy luôn ha, nó ôm nó quấn toàn bộ như vậy nè. Đó, đẹp ha. Sáng lắc lượng quái ha. Sáng lắc lượng quái cả nhà. Rồi, mã số 2 ạ. Em xin giao lưu cái này là 700k cả nhà. 700k cho mã số 2 ha. Gốc đế này to lực lắm nha cả nhà. Đó, 700k là mã số 2. Rồi tới mã số 3 cả nhà. Dòng siêu hoa một màu ạ. Màu đỏ may mắn nha cả nhà. Đỏ rất bi da. Dòng này rất là xiên bông, bà con mình về cắt tàn là nó ra bông tiếp theo cái đọt à. Cái nhà mà đúng rồi đó cả nhà. Cao đây 90 ạ. Ngang đây 80 cả nhà mình ơi. Một gửi lắc lượng như trên hình nha cả nhà. Vành cổ vị trí em đo là 20 ạ. Đó, một gửi coi lắc vô luôn. Rồi. Cái này xin luôn cái nhà mình 370k thôi cả nhà. 370 ha. Em một gửi lắc lượng như trên hình tàn form như vậy nha cả nhà. Đó. 370. Mà quay kỹ có hai nhánh này nó không dính nha anh Liêm, còn có hai nhánh này ha. Đó, có dặm thêm mà nó rớt cả nhà. Đây chỉ nhánh bên đây nè. Đó. Được hai nhánh nè, còn hai nhánh 370. Mã số 3 cả nhà. Dịch bây giờ tới mã số 4. À, cây cũng nhiều màu cả nhà nè, gốc công lực. Mã số 4. Gồm có là trắng tiết như trên hình cả nhà. À, lửa ha. 2. Red Bia. Red Bia cả nhà. 3. 3 dưới Milo cả nhà. 4. 4 màu trên một cây nha. Cao tới đợt là 80 ạ. Ngang về 50. Củ đế này thì bự cả nhà, tàn thì mới kê mấy kê. Vành cổ nó 30 ngay chỗ em đo ha. Vị trí đo vành cổ 30. Đế này cũng sạch đẹp cả nhà. Rồi cây này xin giao lưu cả nhà mình là 480k thôi cả nhà nè. À, cái này là cây Jata. Ừ. Cây Jata chứ mấy Milo. Kajata siêu hoa 480 mã số 4, cây siêu bông ở nhà 4 màu luôn nha. Tới mã số 5. Rồi em Jet Bia cả nhà này. Đỏ Jet Bia. Cũng là một màu đỏ Jet Bia. Cao đây là 78 ạ, ngang đây 80. Đế này nó như trên hình vậy nha các nhà, em không biết tả luôn. Rồi hoành cổ vị trí này là 26 cả nhà này. Đó, đế nó lùng lực vậy ha, hoành cổ 26. Rồi cái này xin như luôn cả nhà mình 440k thôi cả nhà, 440 ha. À, tàn tược vậy nha các nhà, bông hoa xum xê hết nè. Mã số 5 ạ, 440 cả nhà. Đỏ vết bây giờ.
Tên mã số 6. Em cắm thạch ra 2 màu. 3 màu. 3 màu đó nha. Cắm thạch trắng, cắm thạch cam cột vòng và 4 màu luôn chứ. Thạch hồng, cắm thạch tím tuyết. 4 màu luôn. Cây này vậy mà được 4 màu luôn nha cả nhà. Mã số 6 ạ. Cao nó 62, ngang vậy 65. Mình có vị trí này 14 cả nhà nè. Hai gửi như vậy nha. Một nùi vậy luôn, không biết trả luôn. Rồi cái này xin luôn cái nhà mình là 300k cái nhà mình đó, cho mã số 6 ha. Cẩm thạch 4 màu 300k một sợi hoa vậy luôn nha cả nhà. Đó. Mã số 6 ạ. Tới mã số 7 cái nhà mình đây. Đây, dòng cũng nhiều màu mà gốc lực luôn à. Mã số 7. Gồm có là màu là tính màu trước nha cả nhà. Đỏ vết pizza ha. 1. Tím tiết ha. 2. Trắng tiết cả nhà. 3. Lửa. Đỏ lửa. 4. 4. Tím lửa lá bóng. Tím lửa lá bóng. 5. Là 5. 5 màu trên một cây lực như vậy luôn ha. Hoành gốc như cái nhà mình thấy nha. Cao đây là 80 ạ. Tới ngang đi 65. Hoành cổ vị trí em đo là 31 cả nhà này. Đây, cục đế hết biết không? Đó. Rồi, cái này xin lưu cả nhà mình là 480k cả nhà mình đây. 480 cho mã số 7 cả nhà. Số 7 em quẹt thêm gắn ra. Đây. 480 mã số 7. Tới mã số 8. Cũng nhiều màu dòng siêu bông cả nhà. Gồm có là tím tuyết, trắng tuyết. Đây trắng tuyết như trên hình rồi. Đang bút pizza vậy luôn. Tím tuyết, trắng tuyết. Phải dết pizza. 3. Và Kajata cả nhà. Kajata. Hồng Kajata này ha. Là 4. 4 màu. Cái này cũng được 4 màu cả nhà mình đó. Cái cao đây 80 ạ. Tá ngang nó 80 luôn cả nhà mình đó. Gốc đế này gom lực đẹp cả nhà. Hoành cổ nó 30 luôn cả nhà mình đó. Đó. Gốc đế mã số 8 ạ. Rồi em này xin giới lưu cái nhà mình 450k ha. Cho em 4 màu. Siêu hoa cả nhà, 450. Mã số 8 cả nhà. Tới mã số 9. Đây, một rộng lắc ngược luôn đây. Một cốt luôn. Siêu bông, dòng siêu bông cả nhà. Số 9. Đỏ siêu bông. Red pizza nha cả nhà. Một màu đỏ red pizza. Bông nó xỏ đã. Cao là 78 ạ. Ngang là 78 luôn ạ. Mình có vị trí này 21 cả nhà. Rồi. Cục lắc lượng gì luôn. Rồi. Cây mã số 9 cả nhà, đổi vết bây giờ. Cây này xin giữ luôn cả nhà mình là 370k thôi cả nhà mình đây. 370 ha. Cho em như dinh hình nha cả nhà. Đó. Gốc đế nó quấn nằm như dinh hình luôn. Mã số 9 ạ. Rồi, tiếp tới giờ tới cả nhà mình đây. Tới mã số 10. Vừa nhiều dòng siêu bông ạ. Đây. Siêu bông đang rộ hoa như một đó hoa luôn. Một chùm hoa luôn nha cả nhà. Gồm có đổi vết pizza, tím tiết, trắng tiết cả nhà. 3 màu à? Là 3 màu. Một sợi hoa như chính hình. Cao đây là 90, cao 90 ạ. Ngang 80. Gốc đế này số dài cả nhà. Hoành cổ này 22 cả nhà. Gốc đế sổ dài lắc như trên hình vậy luôn. Đó. Rồi em này xin lưu cái nhà 450k ha. Gốc đế vậy luôn. Mã số 10 450. Với 3 màu siêu hoa cả nhà, một sợi hoa luôn. Cái mã 11. Nhiều màu tiết cả nhà mình này. Đó, nhiều màu siêu bông luôn. 11. Hồng tiết như trắng ma lai. Cao nó 90. Ngang 90 luôn cả nhà mình đây. Hai màu ha, hồng tiết và trắng ma lai nha, vừa hồng vừa trắng như trên hình nha. Cao 90, ngang 90. Cây đang phun hoa phun nụ luôn. Hết biết cái đế nó sổ dài bự nha, được như trên hình nha. Hoành cổ nó 29 ạ. Đó, đấy sổ. Rồi, cái này xin giới lưu cả nhà mình là 550k thôi cả nhà mình đây, 550 ha. Làm bao ship toàn quốc luôn rồi đó. Nghe cả nhà. Mã số 10. Rồi tới mấy cây dết bị giả tiếp nha. Mã 11.
Rồi đỡ vết pizza cả nhà. Cao này 75 ạ. Ngang thì 75 luôn ạ. Mình cổ này 18 cả nhà mình đây. Đó, góc đế nằm ngửa nằm nghiêng vậy ha. Rồi mã số 11 cả nhà. Rồi cây vết pizza này xin vô luôn cả nhà mình là 400k thôi cả nhà mình đây, cho mã số 11 ha. 400k. Em đổi vết pizza thùm lum nha cả nhà. Tên mã 12. Dặn là đỏ vết pizza luôn cả nhà. Cao là 75. Ngang về 70. Vậy cả nhà mình thấy đế ha. Vành cổ là 23 cả nhà mình đó. Đổi vết pizza. Rồi cái này em xin vô luôn cả nhà mình 450k cả nhà mình, cho mã số 12 ha, 450. Đổi vết pizza cả nhà, mã số 12 450 ạ. Tên mã 13 đây. Một cây này tông hơi cao ha. Cũng chia nhiều tầng. Pizza dòng siêu bông. Bông nó rất là bền nha cả nhà. Nó già rồi nó chuyển thành màu cam luôn. Cao này 89 ạ. Ngang về 80. Còn cổ 15 cả nhà đó. Tính ra nó cao nhiều tầng là như trên hình vậy luôn ha. Mã 13. Rồi cái này xin luôn cả nhà mình 370k thôi cả nhà này. 370 mã số 13 cả nhà. Đổi vết pizza ha. Thùm lùm vậy luôn nha cả nhà. Tên mã chót cả nhà mình đây. Mã 14 ạ. 14 cả nhà. Một màu ca cho ta. Dòng thì rất là xiên bông nè. Nó cũng không thua kém gì với Red Pizza nha cả nhà. Bông nó màu hồng. Cao nó 70. Là cái chỗ thấp nhất cả nhà. Ngang 85. Đế này lùng lực cả nhà mình nè. Mình cổ đây 29 cả nhà. Đó, đế nè. Tàn tật xung chơi gì hết ha. Quá, quá bông à. Đó, mã 14 như mã chót cả nhà. Kajata ha. Em này xin luôn cả nhà mình 450k cả nhà mình nè. Rồi, đây kết thúc video. Nhà vườn Văn Giang em chân thành cảm ơn nhà đón xem hết video ha. Nhà có chốt mã số nào alo số điện thoại của em anh Liêm ghim trên màn hình nha. Rồi chào cả nhà. Rồi mến chào anh Văn Giang luôn. Mến chào bà con. Cảm ơn bà con rất là nhiều. Chúc bà con mình xem clip rất là vui vẻ nha. Hẹn gặp lại bà con mình ở những clip kế tiếp luôn ạ.